Có thể một số ý kiến cho rằng De Gea xứng đáng ở vị trí này, nhưng với 9 pha cứu thua, trong đó có đến 2 quả 11m, rõ ràng thủ môn của United vẫn chưa thể bằng Stekelenburg, đặc biệt khi Everton phải đến làm khách trên sân của đội bóng quá sức là Manchester City. Hậu vệ sinh ra tại Harlow là người thực hiện đường chuyền quyết định mang về chiến thắng 6-1 cho đội nhà. Một trận đấu thành công của cá nhân Charlie Daniels khi Bournemouth cho những chú hổ ăn hành no nê. Niềm vui đã dần trở lại với cầu thủ người Brazil. Chiến thắng 3-0 trong trận đấu mà anh đã khiến nhà đương kim vô địch Leicester hầu như không có bất kỳ cơ hội nào. Thành công của huấn luyện viên Koeman ở mùa giải này có lẽ là nhờ chiến lược chuyển nhượng đúng đắn. William có lẽ sẽ khiến nhiều người cảm thấy việc bán John Stones không có bất kỳ vấn đề gì về đội bóng con cưng. Dù chỉ là bàn thắng thứ hai của cầu thủ người Hy Lạp ở mùa giải này, nhưng nó trực tiếp mang về 3 điểm cực kỳ quan trọng trong chuyến làm khách tới sân Riverside của Middlesbrough. Gặp đối thủ xếp ngay phía sau, Joe Allen tiếp tục duy trì phong độ cao trong thời gian gần đây. Sau khi lập siêu phẩm ở đội tuyển xứ Wales, anh trực tiếp ghi bàn để Stoke cải thiện phong độ trong thời gian tới. Không một cầu thủ nào hiểu và thể hiện được lối chơi của Conte rõ như Kante. Anh là một trong những người chơi cực hay trước đội bóng cũ Leicester, bẻ gãy mọi đợt lên bóng và khiến hai tiền vệ của The Foxes gần như tê liệt trong việc triển khai lối chơi. Hai bàn thắng và một đường kiến tạo. Còn ai có thể xuất sắc hơn cầu thủ sinh năm 89 ở vòng đấu này, khi anh cùng với 500 anh em nghiền nát những chú hổ tội nghiệp tới 6-1. Cầu thủ sinh ra tại Gelsenkirchen, Đức vừa tròn 28 tuổi vào ngày 15 tháng 10 vừa qua đang chơi vô cùng ấn tượng. Không khó để có thể thấy bộ ba Ozil, Sanchez, Walcott đang vào form. Và hy vọng anh cùng 500 anh em sẽ giúp chú Tư giải hạn cơn khát danh hiệu ở mùa giải năm nay. Eden Hazard chính là minh chứng cho thấy vì sao Mourinho phải ra đi ở mùa trước. Anh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, không quá xuất sắc, nhưng dường như trước đội bóng đá hết bài như Leicester, chúng ta cần thời gian để thấy anh ấy bùng nổ trở lại. Thi đấu trọn vẹn suốt 90 phút trên hàng công, Theo Walcott đang đạt phong độ cực cao trong thời gian gần đây. Khi trận đấu với Swansea, anh trực tiếp ghi bàn và ghi dấu ấn đậm nét trong lối chơi tốc độ của pháo thủ.